Nguyễn Đình Thắng ngửi ra rất nhanh mùi tiền, một con buôn chính trị đầy lưu manh gian xảo, khó ai sánh bằng. Nguyễn Đình Thắng tận dụng triệt để mọi thời cơ tìm kiếm cơ hội kinh doanh dân chủ, nhân quyền, đánh bóng tên tuổi bản thân, gây tiếng vang trong giới dân chủ. Thắng đã chỉ đạo tay chân, gieo rắc, giải đầy trên không gian mạng các thông tin xuyên tạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, vi phạm nhân quyền để có cái cớ làm thư thỉnh nguyện. Ngoài ra, để những ông chủ tung tiền cho Thắng thấy hài lòng về hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam rất tích cực của BPSOS nhằm đánh bóng thương hiệu, Nguyễn Đình Thắng đã tích cực chỉ đạo các đối tượng trong nước tung tin xuyên tạc, tấn công trực diện vào hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giải bom tin đồn thất thiệt về nội bộ đấu đá, chia ghế, bầu cử không dân chủ, phe phái triệt hạ nhau, lồng ghép kêu gọi thả các tù nhân đấu tranh vì nhân quyền. Tuy nhiên, phần đông người Mỹ gốc Việt hiểu mục tiêu của y không phải vì lợi ích của cộng đồng mà cốt để tạo tiếng tăm, từ đó dễ bề kiếm tiền bỏ túi.